Chào anh em nhá, hôm nay review cho anh em một cái lô đất dạng đồi. Diện tích trên sổ là 2.106m, còn diện tích thực tế nó khoảng hơn 3.000m. Đây là cái lối đi lên. Đây là đường bê tông liên xã, từ xã Đan Hội sang xã Cẩm Lý. Từ đây sang khu công nghiệp Cẩm Lý 444 hect, nó khoảng tầm 600m. Đấy, còn về phía bên này thì là đường đi về cái xã Đan Hội, về đường liên xã Đan Hội nó khoảng hơn 1 km. Và đây chính là cái đường đi lên khuôn đất. Hiện tại cái ngõ này thì không còn nhà nào ở, chỉ còn một hộ người ta chăn nuôi thôi. Ngày trước là tất cả người dân ở xã Đan Hội và xã Cẩm Lý người ta đều ở trên những cái dạng đất đồi như thế này. Bởi vì cái vùng này ngày trước là do giáp với con sông Lục Nam. Đấy, đây là đường dân sinh ngày xưa đây. Tất cả đường ở đây là đường quy hoạch 4m. Ngày trước là người dân là sống ở trên những cái lưng chừng, những cái đồi như này. Thứ nhất là để tránh lũ, cái thứ hai là để trồng vải. Và sau này khi hết ngập lụt thì bà con lại chuyển chúng ra ngoài chân đồi bà con ở. Nói là đồi thôi nhưng mà đi lên nó hơi thoải thoải. Đường ngõ 4m thì ô tô chạy thoải mái. Cái đường lô đất của chúng ta cứ đây đi thẳng lên. Đây là một cái hộ ở trong chạy gà. Đường lên. Toàn bộ cái đường này vài hôm nữa thì sẽ được san gạt. Còn lâu thì không ai ở và không ai làm gì nên là cỏ cây nó mọc tùm. Và trước mặt chính là cái vị trí của cái khuôn đất có diện tích ở trên sổ là 2.106. mét vuông. Và đất ở là 400 mét. Còn lại là đất vườn trồng cây lâu năm. Cái vị trí gọc bê tông này chính là cái ranh giới đây. Ô này sẽ có hai mặt đường. Một mặt đường là thẳng cái đường giải đá cấp phối lại chúng ta lên. Đấy. Và cái đường thứ hai là dọc cái cọc bê tông này. Bên dưới cọc bê tông này. Trải dài về bên trong. Đến cái khu những cây bạch đàn kia. Trước đây là trồng vải, nhưng mà vải không có giá trị nên đã chặt bỏ hết rồi. Đây là hiện trạng. Khi mà bàn giao cho anh chị thì toàn bộ đường sẽ được san gạt. Và toàn bộ những cái cỏ cây trên này thì sẽ dọn sạch, trả lại mặt bằng sạch. Đấy, ở đây là từ bên trên chúng ta nhìn xuống. Xây một quả biệt phủ ở trên này thì ở thì phê khỏi nói rồi. Đấy, sơn thủy hữu tình. Dưới đây là có một cái hồ nước.